Vâng, xin chào tất cả các bạn đã đến với Nhật ký du học Nhật Bản. Mình là Đức Mai. Ngày hôm nay là ngày 25 Tây tháng 17, ngày thi đấu thứ 3 của Olympic. Và bây giờ mình đang đứng phía sau của mình đây là đang có sân vận động một cái trong những sân vận động Olympic. Đó, trong cái sân này là cái trường thi đấu bóng rổ. Thi đấu bóng rổ 3/3. Đó, và còn nhiều môn khác nữa, cả nam cả nữ đều thi đấu ở trong bên này. Cái chỗ Odaiba này thực sự là một cái khu thể thao rất là rộng luôn ấy. Đây là một sân vận động nha, nhưng mình biết nhá, ở đây ít nhất là 5 môn thể thao thi đấu ở đây, là môn tennis này, rồi là môn bơi này, rồi bây giờ đây là môn bóng rổ. Đó, thực sự rất là nhiều luôn. Thì bây giờ mình sẽ vào trong cái khu này, không được vào trong đâu, đứng ở ngoài để xem thôi. Nhưng mà đứng ở ngoài mình đã thấy có cờ rồi đấy. Cờ nhìn trông ác liệt lắm. Đó, nhìn trông rất là đẹp mà không có cờ Việt Nam, chưa thấy cờ Việt Nam. Không biết hôm nay mình ra kia thấy cờ Việt Nam không, chắc là không có. Đó, tại vì chỗ này là không có môn thi đấu về nào Việt Nam mà bóng rổ ấy mà. Đó, giờ mình sẽ vào trong này và xem nó như thế nào nhé. Yeah. Vâng, thì vừa lúc nãy mình mới đi ở phía bên ngoài này, đứng ở sau mấy cái song sắt đấy. Đó, chụp vào trong, ôi vào trong chỗ này nhìn thấy, nghe tiếng nhạc, nghe thích lắm, nghe đã lắm, không khí nghe rất là phê luôn. Kiểu chắc là người ta chuẩn bị thi đấu ở trong đấy, chứ nếu mà lúc mà khi mà thi đấu rồi ấy, chắc là sẽ không có tiếng nhạc đâu. Đó, ở ngoài có mấy cái người dân kia các thứ, kiểu mấy em bé này, xong rồi có một ông mình đứng ở ngoài mình thấy. Ông ấy cầm cái máy ảnh, ông chụp vào trông rất là thương luôn ấy. Kiểu người ta rất là muốn vào trong đấy, đã xem. Không biết là Olympic nó như nào, mấy em bé tò mò ấy. Lớn lên mình muốn cầm vận động viên Olympic rồi, và bây giờ mình muốn vào trong xem mà không biết như thế nào được. Tại môn bóng rổ là cái môn mà người Nhật người ta cũng tương đối là thích ấy. Thích nhất là vẫn là bóng chày, nhưng mà bóng rổ ở đây thì cũng tương đối là xịn sò. Thì cái phía đằng sau này của mình đây, cái sân vận động này này, đấy, cái nhà thi đấu này, thì Aomi. Thì thực chất là đây nó không phải là một cái nhà thi đấu bình thường. Cái nhà này là người ta dựng lên. Đấy, mới đây người ta mới dựng lên thôi, chứ trước đây nó không phải là, nó là một cái khu kiểu khu để xe ấy. Đó, đấy bây giờ người ta dựng lên như thế này. Và bình thường thì chắc nó tổ chức hội chợ. Nhưng mà vì Olympic nên người ta đã xây lên, trông nhìn rất là đẹp luôn. Ánh sáng, âm thanh, âm nhạc nhìn rất là chất. Mỗi tội chẳng hiểu sao lại không cho khán giả vào xem. Thì đấy là một cái mà mình nghĩ rất là cái thiệt hại của Olympic năm nay, là đó là lý do và vì sao ấy. Ở Olympic người ta thiệt hại mất tận 20 tỷ USD không cho khán giả vào xem. Đó, vừa bị lùi lại mất một năm mà vẫn khán giả vẫn không được vào trong để xem, thì thiếu mới mất được cái gọi là cái sự cổ vũ của mọi người khán giả ở trong này. Đó, mọi người đứng ở ngoài nhìn trông rất là thương nữa. Đó, cái gì đó sai lầm của Olympic năm nay. Vâng, và đây là những cái gì mà mình muốn trình bày cho mọi người, một cái khung cảnh rất là đẹp tại Odaiba, nhưng thực sự rất là đáng tiếc. Tại một cái sân vận động rất là đẹp, sân thi đấu rất là đẹp, nhà thi đấu mà một cái môn thể thao mà mọi người cũng rất là thích, môn bóng rổ này. Đó, vậy mà cuối cùng chỉ vì corona thôi, con virus đáng chết này đấy, nó đã ảnh hưởng đến bao nhiêu thứ mọi người chẳng hề xem được cả. Đó, thì ok, thì tất là cảm ơn mọi người đã theo dõi cái chương trình này của mình ngày hôm nay, một cái góc khuất ở Olympic. Mình muốn nói cho mọi người nhìn thấy cái khung cảnh rất là đáng thương với người dân Nhật Bản đó. Và rất cảm ơn mọi người đã xem clip, hết clip này của mình. Và đừng, mọi người đừng quên để lại cho mình nút like, kế bên cạnh nút like có nút subscribe, bạn bấm vào nút subscribe, kế bên cạnh nút subscribe có một cái chuông nhỏ, các bạn bấm vào cái chuông nhỏ đấy để nhận được toàn bộ các kênh từ YouTube mỗi khi mình ra clip mới nữa. Mình là Đức Mai, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.